Ông mà đợt đó anh học công nghệ thông tin thì sao tự nhiên cái lại chuyển qua ô tô? Chán bỏ, tại vì đợt đấy là cũng hiểu về máy tính này, xong rồi làm thời gian bắt đầu chán. Cứ ngày nào cũng đi học ngồi máy tính từ sáng đến chiều, sợ luôn, ngồi tầm thường ngồi trong ngồi tuần hai tuần cho sao á, ngồi tầm mấy tháng trời rồi nhìn cái máy tính là không muốn ngồi rồi. Rồi sau là xin được cái cuốn sách. Có cái bọn đi học trước đấy nó có cuốn sách, ông ăn nó quay ông khuyến kêu vào làm biết không? Biết. Ông xin đâu được cuốn sách, xong rồi mấy tôi tốn ngồi đọc cuốn sách đấy. Khoái rồi, xong rồi lên YouTube để thầy luyện này. Để thầy luyện đợi này, xong bắt đầu hay coi xong rồi kêu á phải về đi học. Xong rồi bỏ luôn đầu kéo, về hái cà phê công việc đi học ấy. Thăm gara của các anh em cựu học viên tại VLC ở trên Lâm Đồng. Xin chào anh em, hiện tại thì mình đang có mặt tại địa chỉ 172/39 Lê Phụ Hiếu, Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Đây là cơ sở của anh Hiệp, khóa kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa điện tử ô tô chuyên nghiệp K17. Thì hôm nay mời anh em mình cùng vào tham quan và cùng ngồi trò chuyện với anh Hiệp ha. Chưa anh là làm nghề rồi mới đi học hay là làm nghề? Chưa, hiện ở dưới Sài Gòn làm đầu kéo. Làm trên đây 3 năm, làm trên đây gần 3 năm ở trên đây chuyên xe tải, xong rồi xuống đấy làm đầu kéo, kéo mới đi. Trước là sinh viên cao đẳng công nghệ cái gì? Cao đẳng công nghệ Thủ Đức. Công nghệ Thủ Đức. Công nghệ thông tin á, bỏ ngoài ra. Sướng hình mới đây mới được mở bắt đầu đi làm đầu năm tưởng như vô đội cơ thì vô đội rồi thì bị bế lên Đà Lạt xong được về xong rồi về bắt đầu dựng làm lưu động trước làm lưu động được chắc phải 2-3 tháng là bắt đầu đợt này còn đi gọi vô hết tuổi rồi năm cuối cùng lại đâu cũng như nhà bên này mấy năm trước tôi tự nguyện đi thì không đậu năm cuối cùng luôn là tại vì không có bằng đại học là gọi tới 25 rồi năm cuối cùng lại đậu năm 25 lại quá không có bằng đại học nhưng mà nó có bằng cao đẳng không đâu lại có bằng cao đẳng nhớ đại học hết cao đẳng đâu có cao đẳng người thông tin thế thì có người thông tin về học ô tô chắc đừng làm hết chứ ô mà đợt đó anh học công nghệ thông tin thì sao tự nhiên cái lại chuyển qua ô tô chán bỏ tại vì đợt đấy là anh cũng hiểu về máy tính này xong rồi làm thời gian bắt đầu chán cứ ngày nào cũng đi học ngồi máy tính từ sáng đến chiều sợ luôn ngồi tuần hai tuần chứ sao á ngồi tầm mấy tháng trời rồi nhìn cái máy tính là không muốn ngồi rồi không luôn này chuyện truyền tải này đâu được gần 2 năm thấy người ta làm đầu kéo khóa hàng ngò mà không làm đầu kéo nhưng mà rồi về sau lại đăng ký học về đi chơi về sau là xin được cái cuốn sách có cái bọn đi học trước đấy nó có cuốn sách ông ăn nó quay ông khuyến kêu vào làm biết không biết ông xin đâu được cuốn sách xong rồi mấy tôi tốn ngồi đọc cuốn sách đấy khoái rồi xong rồi lên YouTube để thầy luyện này để thầy luyện đợi này xong bắt đầu hay coi xong rồi kêu á phải về đi học xong rồi bỏ luôn đầu kéo về hái cà phê công việc đi học ấy là xong một cái bé là sau một cái bé đúng cái đó học ngay được dịch luôn á lớp trưởng lúc đầu là lớp trưởng là ông Linh không ông Linh là đời sau lớp thế mới là lớp trưởng khóa Hải Phòng chứ đúng rồi là đang học điện dở điện thân xe là gì ông khóa bỏ Hải Phòng là bỏ học đến bây giờ sau lúc ông khóa nghỉ là có ông trước mình ông Tân là nhân ngân hàng Agribank ấy là đấy con đi lớp đứng biểu quyết là bây giờ dịch kéo đi học đấy là tao sợ chết giờ nhà trường bảo cho tao nghỉ đến cho mày trung tâm phải lên ngồi với ban cán sự lớp đấy thế là chuyển vào online Lời đấy vui, học cái ngoài là cái vui, học ngoài là tính ra học hơi bị lâu, học có 6 tháng ngoài học gần cuối năm mới ra trường mà. Rồi lúc sau đấy anh Linh lớp trưởng, nhưng mà Linh thì lại về sau tốt nghiệp cùng K16, tại vì anh Linh bận việc xin thi trước để về quê. Tôi học online cái xong được học online thì cậu lúc xuống lại thi lại. Đâu học online được đâu, tháng nửa tháng 20 ngày gì à? 2020. Chưa, điện thân xe. Mới điện thân xe là đấy. Điện thân xe. Đét là rồi. Zoom lúc đấy là dịch Covid nó mới tới nó Zoom nó sợ chết, thằng nào là sợ chết. Ok, 17 là cái này cũng nhịp lắm. An.
không phải chủ nhiệm, không gọi là chủ nhiệm như bây giờ mà chứ gọi là bây giờ là chủ nhiệm luôn, gọi là thầy chủ nhiệm. Thầy như con là thầy, thầy cam bị bẩn là ai dạy đấy? Thầy Hanh à? Thầy Hanh, thầy Hanh đúng không? Thầy Hanh lớp đầu tiên thầy Hanh dạy thực hành đấy. Mấy lớp trước thầy Hanh là chưa giảng, thầy sau thầy Hanh cũng dạy. Thầy Hanh, nói chung là thầy ghi âm dạy thân tre này, thầy trưởng dạy động cơ, thầy luyện dạy chẩn đoán, thầy thống dạy hộp số. Điều hòa không khí là... Điều hòa không khí thầy chóng chạy tối buổi. Thầy chóng đúng rồi. Với này tắt ra riêng mà. Nên còn lớp điện là chỉ chuyên điện chứ không hộp số thì hòa. Bỏ luôn là chó. Hộp số đây thì học chỉ biết thì chúng tôi học đâu. Thầy học hốt là điện làm cơ khí phần thủy lực nè. Như tất cả lớp điện. Mà nó hộp số thật ra lòng mà. Thầy học cao không phải là tính du lịch và du lịch ở... Nhà nước ngọt. Nhà nước ngọt. Nhà nước ngọt. Nhà nước ngọt trái tết ở đây này. Thủ ấn đầu tư được mười mấy mười đầu cũng có hết đâu. Nó nhớ lớp nhìn của anh Phúc chẳng xuống gì cả. Ra ra khai trương anh Phúc cũng gửi hoa, cũng gửi anh em, cũng chúc mừng anh Phúc. Đang học xong như là mọi đi đâu mấy năm cũng về đây. Đang học xong ra ngoài càng làm. Đang càng làm cho hết năm. Hết năm xong lại vòng về đây làm mà chỉ ấn giỏi á. Anh cùng một sống tẩm ấy. Anh Cang là cùng lớp, Quy Hòa, Quy Yên. Có cái gì hay làm tác sĩ à? Ông Cang là từ vai tầng lớn đổ lại. Mà thấy hay đi chú hộ hay những cái ban bệnh nào được đưa cho mình cái nhỏ là mò là các bạn đến đây là một đấy là có mặt đấy lâu lâu là cái gì hỗ trợ gì cho anh trai chuyến đi các thứ nào là biết là đúng là ngày xưa ông là 3 tấn rưỡi đổ xuống xong bữa nay ông nhảy luôn cho cả xe 15 tấn thôi ấy nhảy hết luôn cao báo là một nhân viên động cơ thôi bao nhiêu người tốt nghiệp là treo hết đa số là treo hết đâu ai bỏ linh một cương mạnh. Ờ, ngày từ ngày xưa vốn lúc nó mạnh rồi. Mạnh rồi, quần nguyên. Ngày xưa Linh là... Nó là giám sát an toàn của nhà máy đặng của Mỹ. Lương nó đến 30 triệu một tháng. Đang ở nhà mà có lương thất nghiệp nữa kia kìa. Tức là tiền, toàn bộ tiền đi học, tiền mua máy móc là tiền bảo hiểm thất nghiệp các thứ cho nó. Có người không biết rồi, cứ tặng. Chỉ là... Vẫn còn bộ chát trong kia, bộ chát ở đấy học đấy à? Ờ. Chát ở đấy học gần dính hết mà. Đây, cái này. Vừa rồi thì tụi mình đã cùng nhau ngồi trò chuyện và trao đổi về câu chuyện làm nghề ô tô của anh Hiệp, học viên lớp kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa điện điện tử ô tô chuyên nghiệp khóa K17. Thì đây cũng là cái địa điểm cuối cùng trong cái chuyến thăm học viên cũ VATC ở tỉnh Lâm Đồng. Chúc cho tất cả anh em cựu học viên VATC ở tỉnh Lâm Đồng này thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt ha. Hẹn anh em trong tương lai sẽ có những chuyến thăm khác và ở những địa điểm tỉnh thành khác ha. Cảm ơn anh em rất nhiều.